chị rất là kháo khỉnh luôn. Chắc có lẽ đây là ba mẹ của chị nè. Chị thì năm nay đã 31 tuổi. Có nôn nao gì lắm không? Dạ có, nôn nao lắm. Dạ hả? Chị sao? Rất là vui mừng dữ lắm. Thôi thì mình coi như là mình có một cái tia hy vọng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Và hôm nay là giờ này là khoảng lúc 7 giờ tối. Trên chiếc xe này thì Bùi Hồ chuẩn bị đi lên Sài Gòn. Và cái công việc của Bùi Hồ hôm nay đến Sài Gòn vào ngày hôm nay để cho kịp cho sáng ngày mai, để có thể hướng dẫn chị Hương đi đến bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam vào lúc 8 giờ sáng ngày mai để hội chuẩn cũng như là chuẩn đoán để có thể khám được cho chị trị bệnh cho chị Hương hay không. Thì cái hành trình này cũng rất là dài, mong là nó được suôn sẻ giống như anh Mến để tìm lại cái gương mặt của chị Hương. Dạ cô bác quý anh chị, trong cái hành trình này hôm nay á thì Bùi Hồ sẽ đi một mình và Hương thì sẽ lên sau với lại người chị gái của mình. Việc mà Bùi Hồ cùng với Hương đi riêng thì lý do thứ nhất á, là Hương là một người phụ nữ. Thứ hai là về cái giọng nói của Hương thì Hương có thể giao tiếp dễ dàng, có thể trực tiếp đi đứng lại được. Nên Bùi Hồ không cần đi chung, Hương không cần Bùi Hồ đi chung. Anh Mến Bùi Hồ đi chung vì cái việc giao tiếp với anh lên xe xuống xe, những cái yêu cầu của anh cho các nhân viên xe rất là khó khăn nên Bùi Hồ phải đi chung. Và lần này Bùi Hồ sẽ đi lên trước, đợi Hương vào sáng ngày hôm sau. Bạn tới lên chuẩn bị chạy luôn rồi, thôi lên thôi. Lấy cho anh 5 cái nha. Dạ. Lấy trà xanh đúng không anh? À đúng rồi. Này là kêu bánh gì ta? Bánh bông lan nhân su kem, sô cô la, trà xanh. Ăn cái này để coi như là để chống đói. Dạ xanh. Không, anh đang nói trong này. Đây cái khẩu phần cuối này của mình đây. Đây là cái khẩu phần của mình để mà cùng đi khẩu phần điểm tâm tối nay để mà đi lên Sài Gòn để mà đợi chị Hương. Bánh này hình con cá nè, con nhìn rất là dễ thương luôn. Lúc nãy vừa xuống xe ngủ một giấc, vừa xuống xe rồi mặt cũng còn hơi hơi ngơ ngơ. Cô bán mình vậy trong cái quá trình đi thì chị Hương có gửi cho Bùi Hồ một cái tấm hình, gọi là cái tấm hình vào thời điểm chị khoảng 3 tuổi. Lúc đó chị 3 tuổi nhìn rất là kháo khỉnh và xinh xắn luôn. Cũng có gần được 5 cái. Cô bác của anh chị là có nghĩ rằng là trong cái tấm hình này, đây là cái tấm hình gia đình của chị Hương chụp lúc chị Hương lúc còn nhỏ. Và cái hình ảnh mà cái cô bé cáo cảnh cười tươi vui như thế này, đây chính là chị Hương. Chị Hương mới giờ gửi cho mình cho Bùi Hồ lúc Bùi Hồ còn trên xe ngủ không hay. Chị rất là kháo khỉnh luôn. Chắc có lẽ đây là ba mẹ của chị nè. Chị thì năm nay đã 31 tuổi. Còn một tấm hình nữa đấy, một đây. Đây là một cái tấm hình lúc chị còn đi học tiểu học. Thì lúc này cái thời điểm này thì gương mặt chị đã có bắt đầu có biến dạng rồi. Nó một bên mắt nó bị mờ đi rồi. Và nó bị sợi, bắt đầu có dấu hiệu là sợi một bên. Cái này chắc cũng khoảng Bùi Hồ nghĩ thì cũng khoảng 8-9 tuổi gì đó. Thì hôm nay xong cái chuyến này, trạm dừng chân này thì Bùi Hồ sẽ lên xe đi. Dạ, cô bác quý chị thì bây giờ đã bắt đầu đến thời điểm mà phải lên xe để tiếp tục cái hành trình đi đến bệnh viện Cang Nam vào 8 giờ sáng ngày mai. Bùi Hồ 8 giờ sáng ngày mai sẽ đón chị Hương tại bến xe miền Tây để tìm hành trình tìm gương mặt cho chị Hương. Và ở đằng này, chiếc xe đằng này là chiếc xe mình đi đằng này số 6. Rồi bắt đầu lên xe thôi. Dạ chào cô bác quý anh chị, thì đây là Hương
và đây là chị dâu chị Nhi. Chị Nhi là mình chị dâu. Dâu. Và vậy là Hương ở với lại chị hả? À, ở với em Út này là chị lớn thì thôi chị đi với em. À và sáng nay thì em đã lên sớm và đi cái đường hướng khác, và chị với lại Hương thì đi hướng khác nên hẹn gặp nhau ở ngay chỗ này. Thì đến đây thì ba chị em sẽ cùng nhau đi qua quận 3 thành phố Hồ Chí Minh để đến đó làm ăn sáng, rồi sau đó đợi đến giờ bác sĩ để chẩn đoán. Thế chứ hôm nay có một ngày may mắn nha. Cô bác quý chị thì ba chị em đến đây thì cũng đặt gáp đến cái địa chỉ nơi bệnh viện thẩm mỹ Can Nam. Thì vì ba người nên mấy chị em sẽ đi đi xe qua, đi và đặc biệt ở đây là đi xe gáp ô tô. Ở đây quên đó là khoảng hơn 3 km. Một người thì 46.000 bằng gáp xe gắn máy á, một người 46.000, mình đi ba người thì nó rẻ hơn. Dạ. Có nôn nao gì lắm không? Dạ có, nôn nao lắm. Dạ hả? Dạ. Chị sao? Chị cũng rất là vui mừng dữ lắm. Thôi thì mình coi như là mình có một cái tia hy vọng thôi, nhưng mình đừng có hy vọng nhiều quá nha. Dạ. Thì bây giờ mong là cái chuyến hành trình của mấy chị em mình nó sẽ thuận lợi hết, giống như là anh Mến có được như ngày hôm nay. Thôi mời dạ, chị dạ, lên xe đi nha. Mình lên xe này. Cái chi phí mà mình đi đứng ngày hôm nay á chị, thì em cũng có vận động mạnh đường quân, đó là chị Diệu Tiên với chị Nhật Minh. Thì chị Nhật Minh ngày hôm qua có gửi cho em số tiền là 2 triệu đồng để mà chị em mình đi đứng trong cái quá trình mà mình đi xe đồ lên đây ăn uống ở trên này, tại vì em sợ là Út Hương thì đi làm bên bên mực, chi phí tiền không có nhiều, một tháng khoảng tầm 3 triệu à. Yeah, yeah. Nên là nữ ra là mình nghỉ làm rồi là cái thứ nhất, cái thứ hai là mình không có thu nhập cho cái ngày hôm đó, mà là mất luôn cái tiền đi đứng nữa, mà kết quả thì mình vẫn còn đang đợi một phía trước, nên thôi thì hỗ trợ cái phần này cho hai chị em. Dạ, cảm ơn. Chị Nhật Minh đó, với chị Diệu Tiên ở Úc. Cảm ơn chị Nhật Minh. Dạ, cảm ơn chị Nhật Minh. Dạ. Bùi Hồ đang có mặt tại thẩm mỹ viện Can Nam của Hàn Quốc. Bùi Hồ đến đây để cùng hướng dẫn chị Hương và một người chị dâu của mình để tìm lại cái gương mặt cho chị Hương. Mong thì cái cuộc hành trình này sẽ suôn sẻ giống như là anh Mến. Cái thời điểm này là vào khoảng gần 3 giờ chiều. Thì cái ngày hôm nay thì cũng khá vất vả cho Hương. Nhưng mà hiện nay cái tâm trạng của Hương như thế nào rồi? Giờ em rất là vui, rất hạnh phúc. À, đã có báo vì bác sĩ đã có nó báo gì với Hương chưa? Dạ có. Nói như thế nào Hương có thể chia sẻ? Nói bác sĩ sẽ chấp nhận phẫu thuật cho em. Vậy à, thì đó là bác sĩ. Thì ở bên chương trình hành trình lột xác đó, thì cũng đã có thông tin cho anh. Dạ. Thì bác sĩ đã chấp nhận về cái ca phẫu thuật tái tạo gương mặt cho Hương. Yeah. Đó là cái thông tin mới nhất. Và về cái trường hợp của Hương á, thì với cái trường hợp của anh Mến á, là hai trường hợp khác nhau hoàn toàn. Hương thì coi như nó phức tạp hơn. Yeah. Về cái gương mặt của Hương thì nó phức tạp hơn anh Mến. Nhưng mà bác sĩ đã chấp nhận thì đó cũng là một tin vui. Thôi thì thời điểm có một cái thông tin như thế này thì tối nay Hương phải ở lại đây. Yeah. Để ngày mai có thể là sẽ sắp xếp sẽ đi về quê hương lại. Thì anh em mình chia tay ở đây. Yeah. Thì anh chúc em luôn gặp mọi sự may mắn trong những cái hành trình tiếp theo. Và yeah, anh sẽ là người luôn đồng hành cùng với Hương trong yeah, những cái hành trình tiếp theo, cũng như là chương trình hành trình lột xác. Yeah, em cảm ơn Hương Hậu. Là gì đến những mạnh thường quân ở cũng như những người xem kênh ở anh, như lại anh Đoàn Đại Trí. Dạ, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Bùi Hồ, anh Đoàn Đại Trí, cảm ơn Bùi dạ, đã giúp đỡ cho em trong những ngày qua. Và dạ, cũng xin cảm ơn các anh Hồng Quân, mong các anh Hồng Quân giúp đỡ cho em. Kính thưa cô bác quý anh chị, thì trong cái hành trình hôm nay được thì Bùi Hồ cũng nhờ sự giúp đỡ của chị Hương, cũng nhờ giúp đỡ của chị Nhật Minh và chị Diệu Tiên ủng hộ một phần tiền để mà Hương có thể đi đứng trên Sài Gòn này. Kính thưa các bạn cũng như là cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ có nhận được cái số tiền ủng hộ để mà cho Hương đi đứng, và số tiền của chị Nhật Minh đó là 2 triệu đồng. Thì hôm nay thì các bạn đi đứng thì sáng nay em chịu hết trơn, còn cái này thì coi như là em giữ lại đi đứng với lại
Có rồi, chơi rồi. Chị xuống bệnh cũng như là ăn uống ở đây nha. Cảm ơn. Xin cảm ơn chị Nhật Minh rất nhiều. Cảm ơn chị Nhật Minh nhiều. Rồi. Bye bye.